Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định ban hành đán đầu tư phát triển kinh tế xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù dân tộc rơm măm trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025. Với mục tiêu duy trì phát triển và nâng cao vị thế của dân tộc rơm măm, giảm nghèo nhanh và bền vững, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho dân tộc rơm măm, nhằm giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề án đặt mục tiêu nâng cao thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 30 triệu đồng trên năm. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 20% so với đầu năm 2020. Và đến năm 2025, mức sống bình quân của dân tộc Rơ Măm tương đương với các dân tộc khác trong vùng. Tăng số lượng cán bộ là dân tộc Rơ Măm tham gia trong hệ thống chính trị ở cơ sở 100% hộ gia đình được hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nông khuyến lâm và phấn đấu làng le đạt làng nông thôn mới vào năm 2024.